Ê, tôi cảm thấy chua chua quá mẹ ơi. Đồ thiêu rồi, mấy ngày rồi? Hai. Trời ơi, bay ơi. Bay ơi. Thiêu mẹ rồi. Hello mọi người. Hôm nay chúng ta có mặt tại Củ Chi Bini Farm, một nơi tập trại dã ngoại rất đẹp, chuẩn bị quay đại chiến ẩm thực mùa 2 với một cái kịch bản hoàn toàn khác. Và Vũ Hà rất là hồi hộp bởi vì đợt này nó sẽ có nhiều điều bất ngờ. Ngoài là đợt này là đang ở bên Mỹ nhưng mà phải bay về, Đàm Vĩnh Hưng nó phải mua vé máy bay mà cái gì mà nằm ấy, thương gia, đúng rồi, một cái vé máy bay thương gia nằm dài ra bay thẳng. Bạn bè thì là bạn bè thôi nhưng mà tại vì tiền bạc nó vẫn trên hết đó, cho nên khi mà nó chi mà nó mua vào hẳn một cái vé máy bay thẳng thương gia để cho mình bay từ Mỹ về để quay 3 ngày xong rồi bay ngược lại Mỹ để đi show tiếp thì tội gì không đi. Tối ngày hôm qua là 11 giờ rưỡi là ngoài mới đáp bay bay, khi về đến nhà là 1 giờ sáng, tắm rửa xong là dọn đồ, là 4 giờ sáng là Đàm Vĩnh Hưng cho cử nguyên một chiếc xe 16 chỗ mà gỡ hết mấy cái ghế đấy rồi để một cái giường giống như là xe cứu thương vậy đó, xe cứu thương vậy đó, để ngoại nằm lên rồi chở lên tới đây luôn. Ghê không? Khổ lắm, trời ơi, 4-5 giờ sáng á mà bây giờ đi lạc đường, đi không có xe không quậy được. Giờ phải làm cái dấu để cho Đàm Vĩnh Hưng thấy đường vô đó. Cứ thấy cái tờ giấy trắng quẹt vô đó, khi thấy cái ghế mình chạy thẳng vào đây, các bạn thấy cái tờ giấy này trái nha, chứ mà chạy vô nữa là không được rồi đấy, trái nha, nghe chưa, thấy tờ giấy đó thì quá mắc cấp á. Cái người mắc cấp đó là luôn mắc cấp cho Đàm Vĩnh Hưng, xong phải mắc cấp cho Vũ Hà vì Vũ Hà chỉ thích cái người đó thôi, và nếu mà không có người đó thì Vũ Hà sẽ không quay, đấy là một yêu cầu. Cho nên Đàm Vĩnh Hưng phải kêu con bé mắc cấp đó chính là cho Vũ Hà, còn Đàm Vĩnh Hưng là giống như mắc cấp ké thôi. Bây giờ là 6 giờ sáng, em có tại điểm không có mắc cấp, tự mắc cấp. Trời ơi, bay làm sao vậy? Khổ lắm quý vị ơi, quay thì không có bao nhiêu tiền cả mà phải bỏ cái gì, phải bỏ vốn liếng ra đấy mọi người. Trời ơi là trời, trời đất ơi, tao đang nói là hở có không thì nó có thiệt mẹ ơi, làm tao làm thích mẹ à. Trời ơi, người ta nè, ta chuẩn bị này nọ mấy kia rồi. Tao đâu có biết mày có cái vụ này nữa đâu, tao đâu có nghĩ mà nó đem theo mày theo, hiểu chưa, phải tự làm chứ. Quý vị thấy không, nếu mà em không làm mặt có phải cái mặt em nó như cũng quỷ không? Mà đặc biệt là yêu cầu gì là có đấy. Ví dụ như là ăn uống. Vô mày ơi, vô việc. Cho tao mới lửa hả? To đụng. Tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. Ngon quá, ngon lắm, mới được ăn trời bữa là chất lượng luôn á. Ê, tôi cảm thấy chua chua quá mẹ ơi. Đồ thiêu rồi. Hình như là thiêu rồi Hưng ơi. Mấy ngày rồi? Hai. Trời ơi, bay. Bay ơi. Thiêu mẹ rồi. Cái kia đấy thiêu rồi nha mọi người, em không ăn được giờ em ăn cái khác. Bây giờ là mọi người chưa đến đông đủ á, cho nên em phải tranh thủ ăn trước. Thì em sẽ ra cái set quay đầu tiên. Thì em là người nhẹ bóng vía, quay rất là nhanh để cho nó trôi chạy. Quay cho 2-3 giờ thì sẽ không phải về nữa. Chính là cho Vũ Hà, còn Đàm Vĩnh Hưng là giống như mắc cấp ké thôi đó. Đó, mà đẹp thấy không? Đây là mặt mộc nha mọi người, chưa có làm gì luôn á. Vừa mới xuống sân bay giờ chưa làm gì hết trơn. Hãy đón xem đại chiến ẩm thực phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 20 tháng 7 năm 2023 trên YouTube Đàm Vĩnh Hưng. Đại chiến ẩm thực mùa 2 cực kỳ duyên dáng. Quý vị hãy đón xem.